Sau khi phóng sanh một ghe rồi, mình sẽ đi phóng sanh một ghe tiếp. Lần này em sẽ phóng sinh cho anh Khổng Tường Phát, cầu cho anh mau tai qua nạn khỏi, hết bệnh, sớm trở về với gia đình. Phóng sinh toàn tập, hết tập này tới tập kia. Cho từng vị Bồ Tát. Ủa còn con này? Đó tại cửa đầu bật ra. Bằng hà hết luôn rồi hả? Chỗ nào được đẹp, nước trong veo, vô em thả tôm, bơi với tôm. Vô phía sông đó, phía kia không? Dạ. Ừ, mấy con sam này sam đực hai cái vậy. Tặng em luôn, em phóng sinh. Dạ em phóng sinh mấy con này cho anh Phát luôn rồi. Giờ đưa dừng là đưa xu anh. Đó. Sam cái bơi. Không được trong. Anh hỗ trợ em luôn đi. Dạ, anh làm sao để em quay cho. Nó chết á. Em xuống. Không. Ngon. Dạ. Nó chết nhiều. Không có lựa là được. Em để cái này cái gì. Đó. Làm xong đi. Con rắn nước ha anh. Sao nó chết lẹ quá vậy? Con rắn nó vô nó chết hết em. Rắn nó không sống được. Rắn với lại mấy con cáo cát này nè. À nó vô nó chết hết à. Nó vô nó bị ngợp hả? Ừ, nó vô nó ngợp. Dở lên mặt nước rồi. Còn rắn rồi nó vô nó chết. Không thở được á. Anh cho em mấy con cá bóng xuống luôn nha. Mấy con cá sống sống thôi. Dạ dạ dạ. Cho mấy con cá bóng xuống. Mấy con này giờ mình sẽ đợi cho nó thoi thóp giống như là thập tử nhất sinh rồi đó. Mà xuống nước là nó đúng môi trường của nó. Thì từ từ nó tỉnh lại. Cầu nguyện cho anh Phát mau hết bệnh nha anh Phát, để trở về nhà với gia đình nha. Gia đình đang rất trong anh khỏe lại. Và em giải cứu những cái loài vật này đúng môi trường của nó. Hy vọng là sẽ hồi hướng được phước báo cho anh thật nhiều để anh mau hết bệnh. Rồi cá ra.
cá đói xuống lại chết liền. Nãy em mới cứu được con cá đói thành công. Đang bơi lại cảm ơn em nào đó ha. Ô con tôm này đẹp quá nè. Tôm phải tôm càng Alaska Việt Nam không anh? Không. Con này nè. Tôm bóc hả? Ừ, nó cũng giống y chang tôm Alaska vậy. Rồi anh bắt lại mấy con chết giùm em đi. Mấy con trắng màu á, mấy con cá đồ á. Nó còn sống á, tôm có bầu còn sống. Chết rồi. Từ từ nó tỉnh ngủ đây. Nó chưa trắng. Nó sơn là nó chết sẵn ở dưới rồi. Chết thì anh đem về anh ăn em mà trừ heo ra đi ha.
đâu biết đâu. Thường tại mình đem về mình bán, mình đâu có để sống chết được. Có mấy con tôm chì, ta hay mua sống, tôm tôm đó. Em phóng sanh tôm chì 4 ngày cho anh Phát. Hôm nay em phóng, hôm nay lựa bớt chết ra cái nhìn nó sống, nhìn đẹp hả? Nó thấy đông vui quá nó không chịu đi.